quan cảnh khu nhà ở xã hội BKM Định Hòa về đi. Khu nhà ở này thì thuộc thành phố mới Bình Dương. Hiện tại thì người dân đã ở cũng khá đông đúc rồi, trong khi thành phố mới Bình Dương thì còn rất là thưa thớt. Đường phố thì rộng thênh thang nhưng mà xe chỉ lác đác vài chiếc mà thôi. Đứa trẻ đang nô đồ vui chơi.